Tây Thiện là xin chào cả nhà nha. Bây giờ là Tây Thiện là tiếp tục hành trình đi từ đuôi con rồng tới cái đầu rồng bên kia luôn. Tây Thiện là sẽ quay một vòng từ trước, từ sau ra trước cho cả nhà mình xem luôn ạ. Đó, thì bây giờ rồng đang đổi màu rất là đẹp. Những ai mà đang đứng chụp hình ở đây thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Những anh chị nam nữ, những đôi lứa đang yêu nhau có thể ra đây chụp hình một cái không gian rất là lãng mạn luôn, rất là tuyệt vời, không còn gì mà để tả được nữa. Tại vì cây cầu này rất là nổi tiếng của Đà Nẵng cũng như là của Việt Nam. Hồi nãy là Tây Thiện Lạc đang đứng bên kia để mà chụp hình, bây giờ là Tây Thiện Lạc đã được đi qua tới đây rồi. Bây giờ là đang tiến dần về phía đầu bên kia của rồng. Đứng trên đây quay xuống không gian của hướng bên kia về cầu. Đây là những giây phút mình không nên bỏ qua. Ai đi tới như Tây Thiện Lạc lúc trước có đi qua hết, nhưng mà thời gian cũng hơi cập rập, rồi mình đi phương tiện này kia thì nó cũng hơi bất tiện. Bữa nay cũng trùng hợp buổi duyên sao mà mình thuê được cái khách sạn nó như ý, rồi mình lội bộ ra thôi thì mình có thể là đi ra tới cầu rồng được rồi. Đấy. Bây giờ rồng đang đổi màu, nhưng mà đúng ra theo lịch trình là Tây Thiện Lạc sẽ đi vào thứ bảy chủ nhật thì sẽ chứng kiến được cái cảnh mà rồng phun lửa ha. Và rất là tiếc, tại vì thứ bảy chủ nhật thì Tây Thiện Lạc cũng có thể là có lịch bận để mà đi các cái nơi khác, các khu du lịch khác, có thể là về tối hơn như là khu du lịch Nam Hội An, như là khu du lịch Nam Hội An cũng như là vườn dừa, thì Tây Thiện Lạc cũng đi và trải nghiệm rồi biết để mà chia sẻ với cả nhà mình thôi, cho nên là cũng không có gì quảng cáo hay là gì ở đây á. Chỉ để lại những cái giây phút, những khoảnh khắc đẹp cho những ai mà muốn khám phá những cái địa điểm du lịch cũng như là không gian thú vị, thì chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone thôi thì có thể là lên trải nghiệm, ngồi tại nhà không đi đâu hết nhưng mà trải nghiệm, rồi khi đó mình có thích cái khu đó hay không, nó có hợp với mình hay không, rồi khi đó là mình đi, thì cái lựa chọn nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nãy giờ Tây Thiện Lạc đi hơi nhanh thì không biết ở nhà mình xem có được rõ không. Thì từ khách sạn của Tây Thiện Lạc bước bộ qua đây cỡ tầm 10 phút thì coi như tối là mình đi dạo mình đi tản bộ dạng như thể dục thể thao cũng không có gì gọi là mệt ha. Và ai muốn chụp hình thì chắc là mình lấy từ đầu của rồng mình lấy xuống thôi, chứ thực sự ra nếu mà lấy mà toàn cảnh hết thì chắc cũng hơi khó á. Bên kia có những tòa nhà đang xây hoàn thiện rất là cao. Bên kia cầu sông Hàn luôn. Ở mình cứ mình đi từ từ vậy đó. Gió mát phơi phới luôn. Gió lồng lộng luôn. Gió sông bay lên mà có hơi nước nữa cho nên rất là mát. Và nếu như mà cả nhà mình ai muốn mà trải nghiệm và đúng chất của cầu rồng Đà Nẵng luôn thì hãy đi vào thứ bảy và chủ nhật vào lúc tầm 9 giờ tối là rồng có phun lửa, thì đây là một cái lịch rồi.
thì như vậy thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà theo cái lịch của Tân Thịnh Lạc thì ngày mai là đi Nam Hội An, ngày mai là Tân Thịnh Lạc đi Nam Hội An, ngày mốt là đi Bà Nà Hiêu. Thực sự Bà Nà Hiêu lúc trước thì Tân Thịnh Lạc có đi một lần, nhưng mà bữa nay đi theo gia đình, cho nên là mình cũng sẽ review lại một lần nữa, coi thử là Bà Nà Hiêu có gì tuyệt vời và hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Mình có cái sự trải nghiệm của cái không gian cũng như là cái khu vực và cái đổi mới của khu vực đó, cái sự thay đổi đổi mới của khu vực đó như thế nào đó. Giờ rồng đổi sang màu xanh á, thì mình chụp hình rất là đẹp, tại vì nó không có phản xạ ánh sáng nhiều. Hồi nãy giờ là thời lượng là cũng hồi nãy giờ thời lượng video là 6 phút mấy, thì tính ra cây cầu này mình đi bộ, đi tản bộ thì có tầm 10 phút. Và cái này là Tân Thịnh Lạc vừa đi vừa review và cũng đi với tốc độ là chậm rãi để cho cả nhà mình xem tận hưởng trọn cái không gian. Nhưng mình cũng không có phải là mình đi gấp gáp. Tân Thịnh Lạc rất là thích review, nhưng mà có cái là tại vì mình đi nhiều chỗ rồi thì nhớ chứa không hết, mấy chụp hình là mình phải tối về rồi mình phải cóp ra rồi mình đăng lên, mình làm video nó rất là bất tiện. Mình cho nên Tân Thịnh Lạc chỉ quay trên điện thoại, thì chắc là cái chế độ chống rung của nó cũng không có cao như các máy chuyên nghiệp, đúng không ạ? Cả nhà mình có đoạn nào nó rung thì cả nhà mình thông cảm ạ. Do ở đây gió hơi ồn thì có thể cả nhà mình nghe cũng không được rõ. Ở đây có chụp hình mấy liền luôn. Quý cô chú anh chị nào hoặc là những cặp đôi nam nữ nào muốn chụp hình lấy liền, và người ta tuy là máy chuyên nghiệp nhưng mà người ta chỉ chụp được một cái khúc lưng của rồng thôi chứ cũng không có lấy được hết, thì nói chi mà máy của mình. Rồi Tân Thịnh Lạc đang dần tiến về gần tới đầu rồng. Mình đi trên cái lối hành lang này đây, lối hành lang cũng rất là rộng, có thể là xe máy đi lên được luôn, nhưng mà theo văn hóa thì cái này là để dành cho người đi bộ thì tốt hơn. Thì mình đi trên lối hành lang này xong mình chụp hình, hoặc là mình đứng trên cái cầu rồng này thì với cái chiều cao nó cũng cao thì mình quay xuống dưới kia đó, mình quay xuống dưới những cái tòa nhà chung cư đang mọc san sát phía kia, mình nhìn cảnh vào ban đêm của thành phố Đà Nẵng rất là đẹp, đúng không ạ? Có cái tòa nhà kia như của Mường Thanh hay sao á, điện là bao điện luôn, nhìn dày chưa từng thấy luôn, dày hơn của cây cầu rồng luôn. Đó là như biểu tượng, cái biểu tượng đó là logo, đó là logo của Mường Thanh. Đèn bắt quá trời đèn luôn, anh nào mà bán đèn thì trúng mánh luôn rồi. Anh nào bán đèn cho Mường Thanh là trúng mánh luôn, ký kết hợp đồng chứ. Mường Thanh là trúng mánh luôn, tại vì theo Tân Thịnh Lạc nghe và có biết được là Mường Thanh rất là nổi tiếng về khách sạn, đặc biệt là ở Đà Nẵng cũng như là các tỉnh khác. Đó, bây giờ Tân Thịnh Lạc đang tiến dần về đầu của rồng. Cứ mỗi cái đốt sóng như vậy là cái chỗ mà uống xuống á, thì người ta làm bằng, cho nên mình thấy hơi bị đứt quãng rồi đó. Chỉ có cái đốt sóng giữa thì cao nhất và đẹp nhất, cho nên những
anh chị cô chú nào muốn chụp hình thì mình đứng tại đó thì sẽ hay hơn. Còn khúc đầu á thì chỉ có tối là phun lửa, nhưng mà hôm nay cũng rất là tiếc thì rồng tối hôm nay không có phun lửa do mình đi vào lệch ngày, do mình đi lệch cái lịch trình của người ta, chứ không phải là lúc trước Tan Thiện Lạc có đi, nhưng mà hôm đó là rồng phun lửa. Nhưng mà được có chút xíu tại vì trời mưa, cho nên là Tan Thiện Lạc cũng tranh thủ về, thì hôm nay cũng rất là may mắn để mà vừa tận hưởng được một không khí rất là trong lành và mát mẻ, nhộn nhịp như thế này thì một điều rất là vui. Đó là cái hình cho hình đến các anh đó, Mường Thanh nằm góc bên kia đó, cả nhà mình thấy không, đèn đốm rất là nhiều luôn, đèn lung linh. Rồi đây là đã tới đầu rồng, chung đầu rồng thì cũng không có gì gọi là bắt mắt nhiều so với lại mấy khúc đuôi ha. Đây đầu rồng nhìn tối lắm ạ. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video Tan Thiện Lạc tối hôm nay cũng như là thời gian qua, và đăng ký kênh ủng hộ Tan Thiện Lạc. Bây giờ là Tan Thiện Lạc xin phép kết thúc video tại đây để Tan Thiện Lạc đi xuống chợ đêm coi có gì hay hay không thì Tan Thiện Lạc sẽ review cho cả nhà mình xem ạ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, chúc cả nhà mình có một buổi tối trải nghiệm bằng một chiếc điện thoại thật là thú vị, cũng như là một buổi tối an lành, ấm no và hạnh phúc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.